Vâng, lại là mình đây, lại là Phủ đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về tập đoàn công nghệ giao thông thông minh, tập đoàn Elysky trên Techology hiện nay đã bước sang quá trình thương mại. Vâng, ngày hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024, trên trang USTNC đăng tải một trong những thông tin vô cùng giá trị. Xin mời quý vị cùng cập nhật nội dung chi tiết của bài viết này. UTNC đã ký thỏa thuận hợp tác với một trong những trường đại học lớn nhất ở Nga. Elysky Trinh Technology NC đã ký thỏa thuận hợp tác với một trong những trường đại học khu vực lớn nhất của Nga, Đại học bang Orenburg. Xin nhắc lại rằng năm nay đây là thỏa thuận thứ ba mà công ty ký với các tổ chức khoa học và giáo dục sau các thỏa thuận với FMME tại BNTU và SSUAW. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ triển khai các chương trình và dự án giáo dục, nâng cao kỹ năng của nhân viên, giới thiệu các công nghệ mới và phát triển khoa học, cũng như hợp tác trong một số lĩnh vực khác. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa USTNC và Đại học bang Orenburg, trường đại học hàng đầu tại vùng CIS Uron của Nga, sẽ mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực nghiên cứu và khởi xướng việc triển khai các dự án chung cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Đồng thời, một trong những nhiệm vụ chính của các bên tham gia thỏa thuận là phát triển các công nghệ UT và đào tạo các chuyên gia tương lai trong lĩnh vực này. Thư ký khoa học của UTIC Victor Garalin cho biết. Để tham khảo, ngày nay trường đại học bao gồm 18 tòa nhà học thuật, cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện đại cùng cơ sở tầng, có hơn 20.000 sinh viên theo học trong hơn 200 chương trình giáo dục. Để so sánh, số lượng sinh viên tương tự hiện đang có tại hai trường đại học lớn nhất ở Beirut, BSU và BNTU. Vâng, đây là thông tin trên trang USTIC và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu một số hình ảnh của Đại học bang Orenburg. Đây là website của trường Đại học bang Orenburg, một trong những trường đại học lớn nhất ở Nga. Và như quý vị và các bạn đã biết, Elysky Trinh Technology hiện đã và đang hợp tác với rất là nhiều các trường đại học của Nga cũng như ở Beirut, không những ở trong nước và còn hợp tác với các trường đại học ở nước ngoài. Và chúng ta đã được biết những trường đại học như ở Trung Quốc cũng đã hợp tác với UTNC về lĩnh vực giáo dục. Và đây là một trong những hướng đi của UTNC để giải quyết bài toán sau này, đó là bài toán về nhân sự. Chúng ta được biết triển vọng UTNC trong tương lai gần sẽ chiếm lĩnh 50% thị phần giao thông trên toàn cầu. Như vậy là việc đào tạo nhân lực là một việc rất quan trọng, là đội ngũ kế cận cho phát triển UTNC trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, đây là thông tin ngày hôm nay Ngọc Bình cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị và các bạn thấy thông tin này hay, hữu ích thì hãy để lại comment. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.